Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Nhôm Đúc Hoàng Nguyễn sẽ giới thiệu với các bạn về 5 bước dễ dàng để lựa chọn cầu thang nhôm đúc phù hợp với không gian của bạn. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết. 1. Xác định nhu cầu của bạn. Trước khi bắt đầu duyệt qua các mẫu, hãy dành chút thời gian để suy nghĩ về nhu cầu của bạn. Bạn cần cầu thang bao nhiêu bậc? Nó sẽ dẫn đến đâu? Nó sẽ được sử dụng như thế nào? Trả lời các câu hỏi này sẽ giúp bạn thu hẹp lựa chọn của mình. 2. Xem xét phong cách của bạn. Cầu thang nhôm đúc có thể được thiết kế theo nhiều phong cách khác nhau, từ cổ điển đến hiện đại. Hãy suy nghĩ về phong cách tổng thể của ngôi nhà bạn và chọn một kiểu dáng cầu thang phù hợp. 3. Lựa chọn màu sắc. Màu sắc của cầu thang có thể có tác động lớn đến diện mạo tổng thể của ngôi nhà bạn. Chọn một màu sắc phù hợp với màu sắc của sàn nhà, tường và các đồ nội thất khác. 4. Lưu ý đến chi phí. Cầu thang nhôm đúc có thể đắt tiền, vì vậy điều quan trọng là phải lập ngân sách trước khi bắt đầu mua sắm. So sánh giá cả từ nhiều nhà cung cấp khác nhau để tìm được mức giá tốt nhất. 5. Lựa chọn nhà cung cấp uy tín khi mua cầu thang nhôm đúc. Hãy đảm bảo chọn một nhà cung cấp uy tín. Hãy tìm kiếm một công ty có kinh nghiệm và danh tiếng tốt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn quan tâm và muốn biết thêm chi tiết hoặc đặt hàng, vui lòng truy cập website nhomdukhoangnguyen.com. Hãy làm cho không gian sống của bạn trở nên đẳng cấp với cầu thang nhôm đúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo của chúng tôi.